của ba mẹ mình rửa xe. Cô có cái này là bị vi xong rồi. Con muốn mẹ kêu con rửa xe đạp con rửa. Thôi, con xịt ướt nhẹp mẹ rồi. Hai chị mẹ đứng bên đây. Rồi em bán luôn đi. Đây là... Ơi, ok bán tôi rồi. Không. Không, không, không. Ướt ba rồi nè. Mà lạnh sao? Hư điện thoại luôn á. Đây là chiếc xe đã gắn bó với Chiến trong một thời gian dài. Đây là một chiếc xe mình biết chạy xe hai bánh cho mình mua. Thôi mình tạm biệt các bạn đi. Các bạn đi không? Chúc các bạn